Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại ở channel của mình. Tập trước thì chúng ta đã chứng kiến thêm một cái sự kiện nữa của DLC Anomaly là bóng tối tử vong anh em ạ. Thì cái này nó sẽ tạo ra một cơn mưa. Nói chung là mấy cái hạt mưa đó nó đụng vào cái xác chết thì cái xác chết nó sẽ hồi sinh lại. Thì nó sẽ không có gì nguy hiểm quá nếu như mà bản đồ mình không có quá nhiều xác chết anh em ạ. Ok, tập này thì có lẽ là tôi sẽ nâng cấp cái này lên. Nâng cấp cái này lên để mình làm nghi lễ, để mình tìm thêm mấy cái sinh vật mới, cũng như là tìm thép và uranium. Lại là hành trình tìm thép và uranium thôi. Thì tiên nghe nói chuyện bọn này chưa? Hoàng đế, nói chuyện bọn này đi. Điều điều điều. Mày mua gì? Mua gen. Gen buồn tẻ. Ít nhạy cảm rồi sao? À, ít nhạy cảm tâm linh rồi. Tôi cài cà điếc luôn chứ. Ít thì không chơi. Siêu dịch giữ lại cuộc gọi chiến tranh. Động vật lạc quan. Bên skin thì bán. Cứng cáp. Có rau. Có rau bán. Không liên quan á. Bộ gen chữa trị nhanh, thân hình chuẩn, full detail, có đuôi à. Mình cứ bán đi. Rồi, bán vài mấy cuốn sách trắng luôn đi, để có chỗ để sách mấy sách này vô. Rồi, nội tạng thì hết rồi. Còn gì để bán cho nó không ta? Có gì để mua không trời? Để cho nguyên nó cũng không bán luôn. Nó bán 6 linh kiện cao cấp. Má hồi này bán linh kiện cao cấp mắc như chó. Mình bán nó được có 103, nó bán 311. Mình cũng đang có nhiều chứ khỏi mua đi. Rồi ok. Cái thanh đỡ đẩn mình cũng nhiều dữ à. Đi vào. Chất này sẽ làm đỡ đẩn ý thức, khiến người dùng không thể cảm nhận được những thăng trầm của cảm xúc à. Cái này màu meo đau quá, cắn vô hiệu lực tới tận 2 ngày. 2 ngày thì không cao lắm, chiến binh là 10 ngày không nè. Ok, thì nói chung là mà sầu quá thì cứ cắn thuốc nó vô thôi. Nếu như tôi nhớ đủ không, game có nhiều cái mà mình có thể tận dụng mà mình không bao giờ mình nhớ nó có tồn tại cả. Giáp phượng hoàng, trộn máu một cái giáp phượng hoàng 5.000 tiền. Chứ giáp phượng hoàng sao bằng giáp cataract của tôi. Không, hình như là giáp phượng hoàng là cái bản nâng cấp của giáp kia. Đúng rồi, nó xịn hơn. Ok, chốt điêu. Điêu điêu điêu. Điêu điêu. Điêu 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 điêu. Xây thêm này ở đây đi. Lỡ mà có đóng không thành là chui đây đào liền. Tốc độ liền. Này nữa nè. Nghiên cứu cao cấp. Cái này thì nó ghi là cái này sẽ giúp tăng hiệu hiệu quả của nghi thức lên, nhưng mà tối đa chỉ có 4 cái thôi. Tối đa 4 cái thì xây 4 cái 4 góc. Này nếu như xây cái này, xây cái này đi đúng không? Xây cái này này. Ok, 4 góc 4 cái. Những đời là mảnh frey gì đó, frey sinh học. Mảnh vỡ thì mình có rồi mà. Frey sinh học mới không có đâu. Frey sinh học có 2 cái à. Tiếp theo có lẽ là sẽ nghiên cứu bậc 2 này. Đã khóa. Còn nghiên cứu được gì nữa đâu. Đã rồi. Cái gì động đất này. Đủ. À mới được nâng cấp này lên. Hết hồn. Má được cái gì động đất.
Việc điều khiển điều hòa khiến cho cục đá độc ác tiếp tục vặn vẹo và phát triển. Trong quá trình đó, lá rơi nhìn thấy thoáng qua những gì ẩn nấp phía sau. Anh ta hiểu ra chiếc cục đá độc ác là một cánh cửa mở rộng hơn bởi hành động của bạn. Phía bên kia cánh cửa, lá rơi cảm nhận được một trí tuệ vô nhân tính cực kỳ phức tạp và cơn thịnh nộ vô tận của máy thần hắc ám đang chuyển mình, và tầm ảnh hưởng vật lý của nó sẽ lớn dần. Cái thực thể mới sẽ được khám phá. Ok, đem tụi nó tới đây. Này level 2 đúng không? Nhìn cũng ngầu đấy. Xây cái tường ra đây đi. Điều 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 điều. Cười. Lại là chuyến xám tới. Nhưng không sao, cố đào hết đống này đi. Giờ mới bắt đầu anh em trồng cây mới là đột kích. Mày đánh kiểu gì cơ? Ok, đánh kiểu này thì tôi đợi được. Tôi đang mà hút mấy nhóc. Tới đi. Mày là gì? Tập lửa à? Tập lửa thì dở chơi rồi, nó là tập lửa đánh cận chiến nó mới khoai thôi, chứ mà nếu mà bắn súng thì dư sức chơi không áo. Tình huống nào thêm này đi. Mariki. Xây cái này đi, Bugu. Đôi canxi làm gì đủ không khi chắc. Chui nhà tử thủ khi nào mà hết chuyến xám chui ra quá. Mai kia rồi. Đây. Điều 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 điều. Mang đi chế tạo ra mũ trinh sát bậc hầy. Má chế tạo một cái mũ cataract bằng vàng bậc hầy nữa là đẹp luôn mọi người ơi. Cataract cũng đang khá là nhiều ở đây. Thunder Kid, thanh tẩy có đeo rồi. Alan. Alan đâu? Cho Alan với lại Sigurd mua luôn. Ủa Genji DLL sao đứng đây? Yuji. Ok. Này bắn súng 15 sát đủ qua trước điểm quân là thấy 13 chín cận chiến gì được. Mày công thì vô tụi mày hốt luôn một đứa chế thì lấy lại tiền cho tao này, lấy đồ cho tao là ngon. Mấy con bò chạy nhanh lắm anh em má, mấy con bò khôn chó à. Người chết mà bò là chạy thì không giờ chết rớt đồ lại, muốn nó chết rớt đồ lại cũng hơi khó. Mariki đâu, Bugu, Kito. Thu hoạch thất bại. Á, thu hoạch được ra trồng cây đi mà gu. Sao vậy? Má có level 3. Khó quá, khó khăn quá. Cacao đây.
có công nữa, tao biết nha. Đủ phòng. Càng đúng là cây này càng lúc nó càng bự thiệt. Thì cũng được, ăn nó sát đi. Đủ hai một đống này luôn à? Đồ mới vô lại có thằng chết rồi. À, tưởng nội chiến lại có thằng chết rồi. Hai cánh quân à? Bắt đầu công rồi. Còn chưa? Dẫn anh em ra đủ không tử thủ qua này đi. Giờ mà kiếm được có một cái mỏ uranium mà đào 5-6 ngàn như hồi xưa ngon quá. Ồ, đánh nhau bọn nó chơi đi, mấy con bò chạy trước không? Mấy con bò nó chơi khôn lắm anh em. Chắc là tụi nó sẽ chạy chứ giờ không ngu gì tụi nó để làm mất đồ đâu, thà là mất người không mất đồ. À, lừa nó cũng đi mát lắm. Rồi cung tên có chơi nổi với độ họng súng ống không? Chắc là không rồi. Vô đi tôi quay. Metal chết này chắc xong rồi. Philippic Metal chết. Cháy vậy là banh sát rồi. Để giờ đừng nó hai mày phát phe nhau, chuẩn bị bêm nhau nha. Thủ với ai à? Chỉ mấy con bò hả? Đụ họng vậy là má mấy con bò giúp mình rồi. Cho quân nó không đổ vô một lần. Vô đi. Vô. Lũng tiền, lũng tiền. Tiền anh em cần chiến này luôn đi. Anh em bắn súng đẩy cao lên xíu nữa. Cái này nó cầm cung không gì phải lo hết. Lên kiếm vị trí bắn chích cụ nữa. Láo nè. Ôi đủ bắn dính tầm đỏ nữa nè. Ai à, bắn nát khiên lên tẩy luôn nè. Tiếp. Thôi đứng đi cho nó lạnh. Mấy nó có xu hướng nó sẽ công ở đây. Mình đứng đây mình chặn. Hỏi cho nó phá xuống dưới này được. Phút giờ đi Phúc ơi. Chết Phúc ơi. Giờ đi. Mấy nhóc ác là được. Con này không có đồ chắc cũng chả phải giữ lại để lút đâu. Nhỏ lắm lắm cái gen của nó. Một giáo quân chạy rồi, một giáo quân nữa xông vào. Mấy kia kêu chạy đi má, quả lực nó mạnh lắm. Không, tao không yên tâm. Lên. Đủ tiền nè. Tiền nè. 4 tiếng, 1 tiếng rồi. Mất tiền rồi. Anh tẩy với lại kích ra đi. Đu 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 đu. Go 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 go. Đủ không đốt. Má đốt cánh đồng bắp của tôi.
mắt của tôi. Go. Bắt đầu hàng nè. Anh em cần chiến ở đây hết luôn đi. Bọn này nhìn là biết thua rồi. Không có cơ hội. Không có một cái cơ hội nào gọi là ăn được ở đây hết trơn. Hút máu nó trước đúng không? Hút máu nó trước rồi làm cho nó xỉu đi rồi đóng máu lại. Rồi, ok. Đồ hù chiêu này mới học được nha anh em. Rồi giải quyết đi, giải quyết vấn đề đi. Giết cô ấy luôn. Go. Thức ăn máu khiến cô ấy bất tỉnh. Thức ăn máu giết luôn thì cứu. Ok. Đồ nhiều quá. Qua đây. Đủ chết luôn. Sao kêu bất tỉnh mà. Đủ hả ông kia. Hay là tôi đọc lộn. Hay là nó ở ngay cái ngưỡng độ vô bất tỉnh là chết luôn. Lúc xô. Không phải. Đồ ship bom vẫn còn cắm này trên người à. Thấy rồi đâu. Đồ anh chạy ra lẹ. Còn ai ở đây cần cứu không? Lên cứu. Cô ấy à, với cô ấy thì thanh tẩy lên đi, thanh tẩy đang đầy máu mà đủ phòng lớn. Giết kìa, giết cứu đi. Rồi. Đồ anh đâu? Cái chữ đồ anh lẹ. Cô. Cứu lại lên. Lan chuyển dạ luôn á. Ừ, chuyển dạ giữa giao tranh luôn. Làm sao? Họ bắt nó đi. Anh em dập lửa rồi bắt hết bọn này vô đi. Duy rồi nè. Con này bớt xỉu hết rồi. Ok. Thiệt hại một xíu nhưng mà không sao. DDL lên cơ nghỉ hút lá. Cháy nữa. Nhập. Năm nay mùa vụ chán quá, cháy luôn mà. Đủ dưới đây nhiều vậy. À không.
tôi chưa chết đi đây. Mà dưới đây đánh nhau ai mà chết nhiều dữ ta. Hãy đập cục pin nổ vậy. Ủa khi á, khi đập cục pin nổ rồi mới chết nhiều dữ vậy. Làm gì má vụ chết dữ vậy. Chết hơi căng. Mày đào tới, mày đào đi. Không muốn gấu quắc này đi. Mấy cái này có cháy không trời? Cây này không biết mấy cây này có cháy không. Anima, cây anima còn cháy mà cây này không cháy ta. Không vừa có kiệt sức rồi. Cháy chịu không? Khi nào nó mọc qua chỗ khác thì tính tiếp. Dạ. Rồi rút xô đi kìa. Ghi ra đây bắt này vô đi. Tộc người lửa thì cũng không đánh giá cao lắm, nhưng mà vẫn có vài cái gen lấy được. Trồng trọt yếu là liền thú yếu nè. Chịu nhiệt nè. Chịu đánh kém, bi quen cút. Sẽ cận chiến kém nè. Chống lửa nè, phun lửa, chạy rất nhanh này, cái này ngon, trời đủ, cái này tới trường 5 luôn á, kinh khủng vậy, giải quyết nó đi anh em, tôi biết cái này nó đỡ gì rồi, cái này nó đỡ lương khô. Chứ đừng để thuốc nữa. Rồi. Đủ hỏng xa tất cả đi luôn cô. Đó. Thuốc ít ít thôi, 75 thuốc thôi. Em thuốc ra ngoài bệnh viện. Đứa trẻ khỏe mạnh. Lan. Này tên là Sidomaro đi. Danh là Lan. Họ là Kiệt Ngô. Tên là Lan. Sidomaro. Đó. Mở hết. Kiệt Ngô đâu? Lan Kiệt Ngô đây đúng không? Ok. Mai kia kia to đâu, mai kia lẻ lẻ mà cô ơi. Sáng rồi đi. Nhận gỗ không? Còn. Ủa cây này nó miễn lửa thiệt luôn á hả? Má lửa cháy ngang qua nó, đi ngang qua nó luôn nè. Kinh. Mai kia đã tạo ra cái giường, giường củi. Súp con mẹ nó vô địch. Sidomaro nằm đây. Cơ hết chưa? Cơ làm cái nghi lễ luôn đi. Ôi
rồi để anh em hồi phục xíu đi. Cái đủ không giờ làm nghỉ lễ má. Nó ra nó dí nó đấm. Mèo đau nữa, bao nút thêm mấy cái mèo đau chứ banh xác. Món khôi phục đống này cũng tốn cả 1000 thép á, ít gì 8 cây này là đã gần 3000 thép rồi, hơn 3000 thép rồi. Đám cưới hả? Ok. Đám cưới của Haman với lại gì đúng không? Năm ngoái tập trước như có mời. Mình đang bận ra chiến trường quẩy band của nó lên chưa được. Mò má đây là lúc cần thiết nó bị gu mày. Không anh với quân trường. Tướng quân quân trường. Thế là lúc phải cắn cái quý thanh đờ đẫn gì rồi. Mèo đào căng quá phải cắn quý thanh đờ đẫn thôi. Cái này thì chắc là cho lá rơi cầm. Nghiên cứu bóng đêm nhỏ nhanh xíu. Cấp cứu y tế. Đồ hôm nay đám cưới rồi. Xui cho tụi mày rồi. Thằng nào sống được sống. Không sống được thì chịu. Xui cho tụi mày rồi. Đám cưới xong hả? Ủa sư Vũ ăn đồ ăn đó vậy? Vũ rất khổ hạnh rồi. Không phải. Vũ vô bắt đồ ăn mới à? Không. Vũ đâu á? Vũ đi ngủ. Điều 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 điều. Má mèo được uống sữa luôn, quá đã luôn đó. Uống gì nữa? Để đi. Để nó hồi phục xíu đi rồi mình giải quyết tụi nó. Bây giờ mà đụng nó má tụi nó chết nữa mình khổ nữa. Rồi đào tới cất luôn anh em. Rồi đập hại đi cồn của Alan. Rồi thu hoạch đống này vô đi rồi màn xương tan rồi khuấy anomaly cái nhẹ cái. Khuấy warp cái. Trong mấy con warp chạy ra. Mấy sinh vật warp chạy ra. Xong mình ký vô cái đầu nó. Ngừng chổng ra đi. Thế mà không nên chồng bóc ở ngoài. Chồng cái cây nào dễ lên nhanh lên thôi. Điều 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 điều. Alan. Thức ăn. Kiệt sức sau sinh. Thú hoang. Săn hết. Rồi. Sắp chết đói. Sigomago. Nhớ là mình có làm đồ ăn cho em không ta? Hình như là không. À tới giờ đó. Điều 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 điều. Gì vậy? Black Steel. Đủ 900 Black Steel đi luôn. Kiệt sức. Titan kiệt sức.
thì tôi bị gì nữa. Thanh niên buồn nhân 2, buồn khi những người trẻ gặp khó khăn. Cháy đủ họ ai ra giải quyết chỗ này dùm luôn, đủ không. Tính là mình để không kỳ vậy. Ok. Tay khoan. Rồi. Tiêu reo 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 reo. Vô đây nghỉ đi, lắp hai cái tay khoan vô đào tiếp. Đào nhanh con mẻ lên để tăng level. Cái lễ hội nào quẩy không trời. Đây. Go. Quẩy lên em. Cộng 16 điểm là hết meltdown. Go 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 go. Có vải luôn nè. Mày nghĩ lên trồng lúa đi. Rồi. Ủa lắc gì giật gì giật vậy? Chuyến sám hôm nay nhàn. Ơ giật giật giật. Đổ không giật. Từ để tôi có điện thoại xíu anh em à. Ơi, đủ hỏng. Đấy, gọi vô Zalo tôi hàng diện máu lắc. Giật 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 giật. Đây, mọi cổng 5 điểm này. Not good. Có gì hot. Vô nhà chứ đi rồi tính. Nhà đi rồi tính. Cái lình gì đấy. Chưa khấy quáp nữa. Đủ quáp tới kiếm tôi rồi. Có gì rồi má. Cổng cổng quá hấp mở anh em ơi, xuất hiện trong vòng 2 giờ nữa. Đù. Thôi má anh em tự thủ nhà đi, ra nó bứng đầu rồi. Lại nguy quá. À, phải bọc một lớp tường bằng đá ngoài rồi. Ủa, nó cháy hoài à, nó cháy phiền lắm.
Rồi để tôi dầu dầu xíu đã. Chưa có đá nhiều lắm. Bọc cái này cũng phải tốn tầm 2.000 đá. Không ít. Không phải 8 giờ. Chui xuống này à, một cái hố lớn đáng sợ nối tiếp bề mặt với một mạng lưới hang động tối tăm có thể leo xuống các hang động bên dưới. Đủ ôi đủ, mình chưa leo xuống má nó leo lên kiếm mình. Ủa đập phát, đập phát ý đích bờ gu nhìn gớm thế. Đấy, cái nó hẳn là căn cứ của tụi nó vô đây mà húp mấy nhóc. Tụi mày tới cúng cái thịt cho mấy con bò tao ăn đúng không? Vô đây đi. Ông nội mày đợi mày ở đây đây. Mình có bánh mì, xúc xích, bún bò, phở bò rồi thì mình sẽ còn cái gì nữa? Xôi gà. Vô. Tao đây mấy thằng nhóc. Có đông không? Ủa, quân của nó đang vẫn đổ ra. Mấy con này là mấy con mà đủ hồn văn lung la đúng không? Quái vật thịt thế gì, nói chung là tụ là nhiều nhiều chứ, con này bắn ra ba con kia bắn ra ba con nọ thôi. Tôi thấy là anh em lên má cắn cái thuốc này vô rồi đó, anh em vàng vàng nè. Anh em nào vàng là nên cắn vô đi, đang đánh nhau là không có chạy. Lại lên. Bóng đỏ rồi, đủ cái này di chuyển nhanh lắm á. Má di chuyển như vũ bão luôn kìa. Chưa? Đồ không cảm nhận phơi phai vậy luôn hả? Đồ đúng là đờ đẫn là không không tốt không xấu luôn hả? Má, kinh khủng gì luôn hả? Như đây. Đứng luôn tâm lý luôn. Má, tâm lý rồi là đóng băng luôn. Đồ hả? Tâm lý đóng băng là vẫn nổi đau chứ. Đúng không? Tôi không biết, cứ ra đây đứng trước đã. Như mọi khi thôi. Bởi khiến tôi nữa. À, đứng này ghê quá, anh em cận chiến quá, em sống anh em cận chiến. À, nó bắn cái nó chạy khiên nhẹ, nó bắn cái đủ nghĩa can. Đồ rung người. Bọn này nó có xu hướng là sẽ đổ xuống đây đúng không? Đa phần đều là như vậy. Đứng sát cây súng đi cho nó khỏi bắn dính rồi. Đúng rồi, tụi này thường có xu hướng đổ này đủ, nó đổ quân phía dưới cái nó đẩy lên trên. Má nó hài hước. Đây mà húp mấy nhóc má độc quá rồi, kêu hoàng đế tư đen ra đi, đế tư đen có một cơ hội đi. Ừ, Mikey ơi làm trước đi, Bugu mẹ lên Bugu thành hình cấp bách. Nó giấy, bọn này nó đụng cái là sập. Máu đồng quá.
Tiếp 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 thêm quả nữa đi. Quá. Má nó mà bu vô được là mệt á. Anh em tắt bớt anh em cận chiến qua đây. Lên. Mày kia bắn lần cuối đi để anh em cận chiến lên nè. Chứ mà anh em cận chiến đã lên rồi thì đủ họng. Ngưng bắn cái đó ngay. Con này nó nhảy rùm lum quá anh em. Mấy siêu quần kinh này không được rồi, siêu quần kinh này chỉ để cho mấy thằng bự thôi. Mấy này nó tùm lum quá. Bay nhảy lum quá. Thằng đứa con này không chơi được con này rồi. Cả bọn này nó cũng quá mạnh đâu, con này chọc cái là đi à. Nên cận chiến lên lùa xíu là xong rồi. Còn một con. À, lại thiệt hại rồi. Ok. Ác. Gì chia tay? Gì với cảnh chia tay hả? Má vậy. Chắc là bác sĩ ban đêm không về nhà rồi. Chắc là vậy rồi, đúng rồi. Đúng không? Duy với cảnh là 2 giờ khác nhau không? Cái đó cũng là một cái điều đáng lưu ý trong một cặp đôi trước con mẹ gì nữa. Rõ ràng luôn, mà đủ không làm chung giờ mà. Lỗi gì là lỗi không phải do tại hoàng đế tí đen rồi. Giải quyết đi. Phải xuống dưới cái hang nó đổ vào dịch cỏ tận gốc nữa. Quái thịt trỗi dậy. Một đàn quái thịt đang trỗi lên từ hố sẵn sàng chiến đấu. Xong rồi. Nên đất trồi sụp đã tạo nên hố sâu phía dưới. Cổng này sẽ vẫn mở cho đến khi bạn làm sập lối vào. Thám hiểm cổng hố để tìm cách phá hủy nó. Rồi đợi xíu đi. À, tôi giải quyết cái đống này đã. Huy cần đi rồi đủ không. Huy cần nằm luôn rồi. Má chém gớt đồ Huy cần luôn nổ. Má là hoàng đế không để ý đâu nổ không má. Hơn mở này không có anh em cận chiến đâu, nó chém tắt đầu á. Anh em cận chiến tính nóng như kem á. À, anh em bắn súng quýnh rồi đúng không? Chứ anh em cận chiến là đủ không tính nóng như kem. Cool. Vụ này chắc hủy đi. Ủa không. Đá xe tường không có. Làm cái vụ đó. Phí phạm. Phí phạm tài nguyên đế chế. Điều 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 điều. Đù, tôi hát có kèo. Rồi là Duy với cảnh chia tay rồi, nhà của Duy hả? Chia đôi tài sản với nhà là của Duy hả? Cảnh ra ngoài ngủ rồi, ra ngoài gì, ở ngoài kia ngủ rồi.
rồi cảnh với Duy ai ai meo đau đụ họng phải có một trong mấy người này ly hôn Duy. Giờ Duy ly hôn cảnh hay là cảnh ly hôn Duy ở đụ một banh xác rồi má banh xác Vương Chương nằm luôn quá kiệt sức, chiến tranh liên tục, hoàng đế hơi đụ không cho nghỉ mấy hôm. Ngoài giờ hoàng đế khoái quá áp hay là hoàng đế kêu mẹ con Apiton đó nữa thì đụ không chịu không nổi. Đủ cái gì cháy dưa mày quan sát quá tường hép hỏa rồi hỏa rồi ném mười hỏa tới hỏa tới hỏa tới ta có sôi gà rồi đặt tên đồ ăn hết luôn đi lẩu ếch đó kêu chưa lửa đi anh em hư dập lửa dập lửa cháy gừng khó chịu quá đứa này đi rồi nghỉ ngơi một xíu rồi đụ chui lỗ nè quá nguy hiểm quá hệ thống phòng thủ là bị tổn thất trầm trọng nữa rồi. Demurai không gì đây điêu 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 cháy quá ta cháy quá cháy mồi đau quá mồi đau đủ quan sát hoàng đế đó phải phát biểu một bài thôi hoàng đế anh em vô nghe hoàng đế khuyên nhà câu đủ không đừng gãy khúc này chúng ta cần tỉnh táo. Chúng ta cần tỉnh táo và gu. Bị ke độ họng lên cơn nghiện nhưng vẫn cố vô nghe hoàng đế nói chuyện. Đúng là trung thần. Đúng là trung thần được. Cậu quay lại làm việc đi anh em. Chúng ta sẽ không gãy ngay khúc này. Holy shit. Chi nó gứa rồi à giúp chi đói chi buồn ngủ má anh em tôi khổ quá phải đi dập lửa nè má tối rồi không được ngủ phải đi dập lửa nữa từ ba lớp hả má nó cháy vô trong lõi mẹ rồi tan trời đủ không giờ mấy cái đống da này xử lý sao trời này lại hồi phục đi còn phải đưa quân xuống nóng cái lỗ rồi không có leo lên nữa đó cảm giác như là nó sẽ leo lên nữa đó. Thank you.
rồi rồi, not good rồi đó. Ơi ơi ơi, Yuchi điên rồi, đủ không? Quá Yuchi là người ôn hòa nhất đế chế mà. Không được rồi. Kiếm cái thương sóc. Không mắc được. Hoặc là phải hỏa động thôi, đủ không căng á. Má sợ quýnh chết Yuchi rồi. Cái gì chỉ nổ điên đó là nguy hiểm rồi cô ơi. Đi ren đâu? Trời ơi Yuchi má đi tâm linh nữa, không có xài chiêu cán rồi được. Không giờ không bắt được luôn. Má nghĩ vậy. Nguy hiểm rồi. Ôi vậy bạn đi ơi. Vô cản World Master lại, nhanh. Ui, một đâm, đủ phê quá. Ngô lui. Ngô lui đi. Ok, cản được rồi, quá quá tờ. Chỉ còn cách này thôi. Má mấy cái đi tâm linh cũng nguy hiểm lắm nha. Kẻ diệt trừ thực thể Haman đã phát hiện anh ta không còn chịu đựng được việc giam giữ một thể nguy hiểm và dự định diệt càng nhiều càng tốt. Điều này sẽ xảy ra khi tâm trạng kém. Rồi giết hết đi. Bugo muốn giết đồ Bugo thoải mái. Nhưng mà nói vậy chứ đồ không Bugo mà giết tụi nó thì tôi cũng mệt. Làm chậm nghiên cứu của đế chế đó. Điều 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 điều. Thôi nghe canh thăm anh nha. Có ai đó ừ đưa thăm anh trở lại đi rồi. Không nghe vàng chưa phù hợp gì nữa. Má vô dơ quá vậy. Vô là giảm ấn tượng xuống. Má sạch là nó đủ. Vẫn là câu chuyện độ hộng chế. Hai cái đàn hạt. Hai cái đàn hạt, một cái Glavico. Chế tạo trên 15. Trên 10 đi. Ok. Sự kiện ngon đi, nghỉ đi bà gu. Kêu vết thương cho World Master gây ra là mẹ. Quy chương danh dự hả? Nên đụ không không đi chữa bệnh luôn hay gì? Haman bị gì ở đây? Má đi chế bây giờ tan rồi đó. Xin giữ trầm trọng, ăn đi ăn đi. Ai cho Haman ăn nữa kìa. Thiếu đồ ăn. Vậy đi ăn đi bù gu. Ăn đi rồi ngủ. Hai đi ấy đồ ăn cũng lấy cái chỗ xa nhất. Đồ hỏng chán bù gu này. Mà sao ăn đơn giản quá vậy? Mình có sung hạnh phúc không ta? Không có rồi. Này xung động vật đúng không? Này xung hạnh phúc này, đủ tới lúc kết quạng này rồi. Nhanh 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 nhanh. Má này em tăng quá.
ok chưa? Đi ăn đi. Mà không đi ăn mà đi ngủ hả má? Tại mấy sếp không à? Ủa này đang thiếu ngủ mà thiếu ăn. Mấy đống thịt này mà lại không có cái gì để giải quyết tụi nó chứ. Không có thực vật để giải quyết tụi nó chứ. Không có cỏ chứ. Mà hình như cỏ gần thu hoạch được rồi. Chuẩn bị giải quyết được. Ok. Chip. Đợi hết chip bên này đi. Chip. Ok. Du. Phòng ngủ thiếu thẩm mỹ. Mà nó quét ra tới đây rồi mà nó vẫn còn nặng là sao ta? Kito đã chế tạo ra bàn phụ cực phẩm. Đủ hoa nắm bởi cái lỗ không gió luôn à. Không ai đâu, Uranium luôn. Mày đau chưa anh em? Má tham dự đám cưới rồi đó, còn mèo đau cỡ đó. Chứ mà không tham dự đám cưới được, còn manh sát nữa. Manh sát ác nữa. Đồ chứng thấn cầm cây... cây này. Cây bút. Cây này độ không một hít trên thằng. Không quan tâm lần đó lần nào luôn. Không quan tâm nó mặc giá độ siêu cấp vô địch vừa luôn. Một chỉ luôn một thằng. Biến mấy thằng đó thành con quái vật nè. Một chỉ lôi cút. Ôi, tập trước hình như là tôi có chất cái đống thịt này chúng ta má nhớ ra nè. Đồ không? Hồi tặng phe này được có 3 cái. Được 3 điểm. Má 3 điểm đem vô kho mẹ rồi. Đem vô kho chất cha rồi. 3 điểm nắm đá gì anh em. Lại quạt đóng cỏ rồi. Nhanh đi. Quang binh độ đang sát ai lên đây rồi. Yêu đảng nữa. Mọi ngu đi ra cho yêu đảng đi. Điều điều điều. Hả gì
này đúng là giờ vô người sự kiện nghe chỉ để chống eo đau thôi đó. Bài phát biểu của Du Chi luôn đi. À, hoàng đế khuyên giờ tới Du Chi khuyên nè. Anh em cố gắng má vượt qua khúc này. Khó lắm. Biết là khó nhưng mà vẫn phải cố. Thiêu riêu riêu riêu. Ok. Thành công dùng cái đường thất bại bờ u con lành má, vừa hoàng đế vừa em master động viên như thế này thì mà nó có cộng dồn ta. Cảm giác kỳ lạ, tôi thấy lạ, cảm giác thư thái. À, cảm giác kỳ lạ là do kích hoạt cái kia. Hình như đủ không nó. À, là nó khích lệ với bài phát biểu đây, cảm hứng nó khác nhau. Bài phát biểu ngai vàng có 5 điểm mà bài phát biểu của Du Chi tới 10 điểm lận. Hay là tùy rồi. Ok. Hình Di không đi đào, hình Di làm cái gì vậy? À cái này là nghệ thuật à, cái này là chỉ có cảnh làm được đúng không? Mấy cái sơn màu này. Hèn gì. Thì đủ không, tôi dừng cái này lại đi cho cảnh sơn cho hết đi. Má nhìn nó ngứa mắt quá, đánh nhau à. Nhìn nó ngứa mắt ác. Ngứa mắt điên luôn á. Cận chiến hồi một hết hả? Thôi để chết vũ khí nè. Du Chi rớt cái kiếm rồi. Má nấu cái súng này được như thép mà. Ồ thôi cảm giác nấu lâu vô gục. Má nấu cái súng lâu dữ. Được 10 hét khóc hét luôn. Này đúng là việc làm đậu không bắt tham thôi. Không có gì làm thì mới làm. Uầy 19 hả? Má nhiều dữ vừa gô. Nhiều dữ vừa gô. Kiếm vừa gô đây. Cái này mấy cái Akiho hả? Akio. Ok. Lâu cho anh em xuống lỗ hứa rồi. Cần chiến nên tỉnh táo á. Hình như ai cũng tỉnh rồi. Xít mua bây giờ. Xít mua nó hay cả hay not good vậy. Xít mua ở nhà đi. Tiêu điêu 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 điêu. Từ, đứng này trước đã. Má tính là chưa móc nội tạng của con này luôn. Chưa chết cái con này như nào nó sẽ bút cò một thằng cút. Cút
trí nhớ tốt, bắn súng, trồng trọt, chế tạo. Thằng này được, thằng này ok nè. Mình còn cái dâu quai nữa, cút, lo lắng cút luôn. Thận phổi, thận phổi, thận phổi. Ủa hai này thận, này thận, hai quả thận bị hư luôn à? Bị thư. Nãy ghi luôn. Thận mày đâu? Ở đây. Đủ không phải do không có mà má tí tiên bị mù. Ok. Rồi. Để quý vấn đề đi anh em. Còn nonát này giữ lại. Tập hợp. Như đây người không biết đủ xuống đục bởi vô đó không chạy. Tám người hả? Không quên. Điều 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 điều. Dù chi cũng hết vô. Má không biết trong đây có cái gì, nhưng có vẻ là hơi ghê. Ôi trời, đừng đi điên. Đập mấy là thịt thôi chứ không có khỉ khô đâu. Ôi, mấy con chó. Ôi, chơi nó. Tập nó đi. Ôi, chơi nó. Đừng có ai chạy hết. Gục. Tiếp. Kiếm cái trái tim của nó đúng không? Cảm giác kinh hoàng. Khi đến gần khối thịt ở đây, cô ta cảm thấy một thể to lớn đang uốn éo quằn quại bên dưới bờ mặt. Thực thể sống khổng lồ ở nắp bên dưới bên sau miếng thịt hả? Thì chỗ này thịt rồi. Chỗ leo lên đúng không? Trời nó. Con này là bự nhất luôn hay gì rồi. Hang động đang sụp đổ hút đủ không? Chưa kịp lút con mẹ gì ra. Phát hiện mới. Rút rồi. Hang động sụp đổ như vậy đủ cho anh em tôi nữa. Rút đi. Má, con vờ vũ đủ không vũ lúc nào cũng xông pha, đừng để vũ chết. Vũ chết là có lỗi với hoàng đế. Lên rút cái này chắc không lú được gì đâu anh em, má lú cũng đâu có đem lên được đâu. Rút đi. Má gì này gờ quá. Ừ cười. Bên dưới để chế sao? Thì mình nó sập rồi. Bạn đã phát hiện ra khối kết hợp ám ảnh kinh hoàng quái vật sinh vật to lớn này dường như đã kết hợp từ hàng tá quái vật thật nhỏ. À con bự là gì? À con đó con đầu hang. Thật đầu hang. Hai con hang này là sự một sự kiện đủ phỏng tụi mày. Nó là sụp lỗ rồi.
để chế lại được yên bình thêm một xíu rồi đủ. Hôm qua này chưa kịp ra ngoài đánh này nữa. 77 linh kiện 20 ngày. Này phải tím đúng không? Này đánh được luôn hả? Được thì húp. Tàu xăng thiếu vũ khí tầm xa huy cần. Cần quá là thay chân phải rồi, nghỉ hưu luôn đi bà đu. Rồi, má cảm ơn bà đu đã cống hiến. Nghỉ ngơi xíu đi. Chở anh em lắm mà cũng không bị quấy nhiễu nhiều, chỉ hỏi là trong đây chắc chắn là trong đây rồi. Dự nào vũ bớt liều mạng, vũ hay đẩy một ít liều mạng qua cho độ hồng thanh tẩy đi má, liều mạng quá. Ký sinh trùng nó làm mình nhanh đói hơn hay gì á. Cảnh ơi đi sơn đi, đúng rồi. Hàng gì cái việc này không phải việc của Mikey, Mikey cũng chả làm. Sao cầm có 2 cái vậy? Má cầm lần 75 cái sơ luôn đi gu. Thịnh gì? Ngồi rào đi. Giác như là cứ phá, cứ cho phép cái này đào là không bao giờ đào dưới kia gì. Tập sao? Tập sao đi giao thương? Thực phẩm nguy hiểm. Má bà quán gì vậy? Tôi nấu quả này có thịt. Thịt này đâu? Lên này sập xuống không? Má đồng đất dữ mày. Gọi luôn một thằng đi rồi đó. True. Má đang phổ hợp quýnh nhau luôn. Rồi hai bà gu đụ hỏng. Chén hai bà gu luôn. Phổi đúng không? Làm thêm quả thận nữa.
Tiếng gì gào cái gào gú vậy? Ồ, kia má chắc đóng lỗ chết chứ đó, má gào gú dữ quá. Secret Moon mới vô nghề nè, không phải thất bại luôn nè. Đeo 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 bưng cái đóng vải nó vô. Mariki coi cái đậu không có chỗ này coi. Má vô lý vậy. Không được là phải rời phòng ngủ của hoàng đế ở chỗ khác thôi. Này bình thường mà. Đủ gỡ ra rồi thì mới xây lại bình thường được. Nó chơi nhau rồi đủ không? Đây xây được luôn nè. Mới lót nổi giận. Ồ, đủ vô lót nó căng. Chạy. Má nó chạy nhanh quá. Chi diện bugu. Bá lót. Cú. Chạy. Chạy lên. Khỏi bắt lót luôn đi. Đụ không thả diều chích cụ luôn nè. Uống nước vô mà. Mấy 14 thả diều chích cụ luôn. Chạy. Chạy 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 chạy. Yếu rồi anh yếu rồi. Yếu yếu. Yêu. Ok. Má giờ còn mỗi cặp thâm bồ nữa thôi là để chế mạnh. Mà vẫn không thấy thâm bồ đâu. Đó má xử lý được đống đồ ăn cho bọn động vật rồi đấy. Hồi dọn đống xác để chích tiệt thiệt. Nhiều quá. Có bao nhiêu thịt. Hơn mười mấy ngàn á, mười mấy ngàn mà nhân hệ số lên là gấp gửi lên là đậu không nhiều lắm á anh em. Điều 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 điều. Làm hoa bia nữa. Chắc là tắt một cái bếp này đi. Ok, tắt hai cái bếp đi, dồn lực vô làm thức ăn sinh vật với lại hoa bi làm hèm. Xử lý đống này nhanh đi, còn đậu không còn làm chuyện khác nữa. Liền đi lên, muốn làm đại ca khu này. Hồi nằm luôn đủ không ai bắn ác vậy. Kiệt ngô. Đồ không vô kiệt ngô đã căng. Má kiệt ngô cho một phát nằm im gu. Thằng này sao không lấy thận được. Không lấy thận, không lấy thận nữa. Rồi hai bên thận đang bị thương luôn. Đúng không rồi. Trừ thằng Jonas ra. Lấy thằng Jonas luôn chứ. Lấy hết. Cát gì rồi anh em biết nên làm gì rồi đó.
Lan bưng hết tụi nó vô đi. Đè 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 đè. Mỗi thằng tụi mày nhả cái gen xấu ra được. Gen lẻ thôi. Đi rất nhanh. Lấy vừa luôn. Thằng này là của nơi dốc gì đúng không? Nơi dốc. Nơi dốc là thằng nào vậy? Xong quả này là tụi mày được rồi, khỏi để chết rồi đó. Đơn giản nhẹ nhàng tình cảm. Cống một thọ một phổ một thận. Mấy cái gen ngoài lít máu là được sống. Cái cần. Cần vô đây. Đủ không chưa? Ra quậy cái map chơi luôn. Thôi để đi. Mỗi tập mỗi thực thể rồi anh em. Tập này coi như là đụng cái hang đi. Tập sau coi đụng con khác. Chứ làm nhanh quá hết CG gì sao. Sao Lan ngủ dưới đất nữa. Má đế chế là thiếu giường à bự. Có khi nếu như không có giường vô chủ nào thì chắc chắn là thiếu giường. Rồi thiếu giường nha. Alo Mikey xây thêm. Đấy. Sao trong phòng hoàng đế không có cái tượng này, cái tượng nào vậy? 5 cái đi. Dự phòng. Clavico tốt. Tốt cũng như không. Xuất sắc một cái nè. Này sao? Này bình thường. Thêm cái là Clavico với đàn hạt nữa. Ok. Mariki. Thấy cái này mà nhiều người xài chung được thì đủ. Không tôi đã chả phải đi xây từng cái phá phá nó mệt. Phí tài nguyên. Mà Luna đâu ta? Sao hôm nay không thấy nghiên cứu, không thấy nổ ra khoáng sản khỉ khô gì vậy? Luna đang ngủ. Trời mưa rồi. Anh em bưng nó đóng vải vô chưa? Vẫn chưa. Vải để mà chờ lâu cũng không, không lo lắm. Món này chắc là mấy cái trang phục quý tộc đi. Từ nha.
chứ phải bỏ thời gian ra để nghiên cứu mấy cái mũ này, nếu mà đội thì được cái gì. Nó mũ nồi đi. Mũ nồi cộng xã hội. Đủ, mũ này xịn hơn. Làm 10 cái mũ phụ nữ, 10 cái mũ nồi. Áo sơ mi chính thức, vest sang trọng. Cái mũ phụ nữ. 10 cái mũ nồi. Lộn. 10 cái mũ đội đầu. Mà đủ hồi ai cũng gì mà quên mất 10 cái nịt ngực, 10 cái áo sơ mi chính thức. Để coi, ai cũng đội mũ bảo hiểm mà. Đế chế cũng chả phải là ngầu lò tới mức mà rồi là sao ta. Cho anh em không đổi mũ ấy, mặc đồ vest sang trọng rồi các kiểu là điểu ấy. Đó không phải là để chế mà đây trong lúc nào trong trạng thái chiến đấu. Sao băng hình bị gì vậy? Hỉ. Bị bệnh á. Má vừa ngộ độc vừa gì luôn nè. Khóc hét. Cứu thằng nhỏ. Xem mày lẹ mấy cái giường cho Lan có giường ngủ đi. Cảnh đã giải quyết xong đống này chưa? Chưa luôn. Thì cần vô đây. Huy cần bờ gu go cái gì vậy má, mày bỏ gì vô đó vậy? Nằm trong đó ăn kiểu cảm giác không có cảm giác hả? Nên đồ họ để thịt thịt cái gì vô đó cho ăn luôn má, quả chữ mấy người máy. Gì mà có ngón tay trái đốt cháy gì nữa vậy? Cho hai cái tay luôn á, nằm một lần thôi. Cảm giác như nó chọn gan đùm quá anh em. Jonas. Đu 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 đu. Đầu tim Luna, đầu tim. Tìm nghỉ ngơi một ơi. Kêu mấy cái ngon bới ra đi, chửi chửi thất bại luôn á, máy hiểm vậy
Mày Duy ơi, hụ chết đó Duy. Chữa thành công. Má sắp tìm cực mạnh. Má sắp tìm. Sắp tìm Luna cực mạnh. Và ha đó, bệnh đầu tiên nó đủ thất bại là banh xác. Đi luôn. Cháy 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 cháy. Nhà không có nhiều đá hoa cương nhờ. Còn đóng cỏ xong kìa. Má anh em giải quyết đóng cỏ đi. Ngoài nó hư hết. Gì đây? Bắt 5 person tới 10 ngày cho đến khi gộ ok. Cái gì chứ giữ tụi huynh anh em tụi làm được. Má cũng nội tạng tới. Nội tạng tới chơi. Mày với tụi huynh vậy? Nhiệm vụ của phe nào á ba? Ủa nó giống đồng minh của tao vậy? Mày sao nó giống mất nội tạng mày? Giữ 10 ngày hỏi gì? Rồi có hai cái đèn xuất sắc nè. Cái Clavico nữa. Cháy, đồ đang cháy, giải quyết đống cháy. Ui, má mất đống cỏ tôi đụ hỏng. Mất tiền giải quyết đống cháy trước. Mình giải quyết bọn này. Đầu test thử rồi mất nội tạng coi như nào. Mà bọn này là đồng minh má, thằng nào đồng minh mất nội tạng nó thế nào cũng có biến. Trường hứng. Cười. Điều 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 điều. Bão khô. Hàng gì nó xét đánh đùng đùng đùng. Lá gơ đang chơi gì đó. Nước tăng lực. Đó, má có hút lá đồ cho sếp rồi đó. Quấn vào các kiểu đi. Rồi anh em đầu bếp má tóc con mẹ nó độ giải quyết cái đống má, tới giờ. Tới hẹn lại lên rồi đó. Mới mùa hè là đủ, anh em đồ bếp chạy sắp mặt. Cắn thuốc vô. Làm đi làm việc đi. Này cũng có nhiều việc cho anh em chế tạo làm luôn. Cú xô làm gì á? Cú xô trông trẻ à? Ồ.
Hà Lan nguy cơ suy sụp lớn. Chia tay Kip. Ồ, hỏng lá gơ rồi. Hắn não cái. Này nguy hiểm. Hà Lan là siêu chiến binh nữa, đủ không? Đau nguy hiểm lắm. Hết tình, đủ hết tình đi chém đồng đội nữa, gọi là nguy. Tôi cần một cái mỏ uranium. Điều 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 điều. Chắc thu quân vô đi, kêu điều lô đó này. Đang khá là nhàn. Ở đi kêu con ạp vi tông đó này. Một bỏ lực này chịu nổi ra đi tông vậy. Hết last steel à. Đủ không hết last steel nữa rồi. Thôi má khoan kêu đi. Má hết last steel rồi. Như nãy hay có một cái mỏ last steel, 1200 last steel. Đâu để thử lấy nhẹ cái nội tạng của này coi. Đàn xuất sắc. Để đây. Cái đàn xuất sắc này. Để đây. Sao là anh em bưng hết đống đống cỏ nó vô là đẹp. Vẫn còn vài ô trống ở đây. Từng 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 từng. Cái này không duy trì được lâu đâu, Alan cắn cái đờ đẫn vô đi. Giữ con kia lại là ngon rồi. Đủ phóng hết con kia nhanh quá. Để coi nè, cái này mà đậu không bị ảnh hưởng nó ngờ lụm nè. Ý da có luôn à. Ờ à, chưa quá hồn. Đúng. Đù. Đúng là bọn này. Bây giờ không trong tầm kiểm soát của con kia nữa rồi. Lẩm thôi. Nó gì đi cho nó quýnh nhau. Thì nó mất đồ thì nó quýnh nhau. Ok. Lẩm. Vì cần vô chưa? Go. Oh,
qua được cơn khủng hoảng rồi đấy. Không biết cái đèn này nó tối tối sao ta. Đây đổ màu thành màu đỏ đi. Nhìn cho nó kinh kinh dị được không? Đủ quá tiếng này. Nhìn cho nó ghê ghê được không? Má vài cái shit. Để vô cái tiếng lè Mikey. Rồi sao quy cần chưa vô nằm nữa vừa u. À thiếu thú đúng không? Hoàng đế chưa về cho lấy thú nữa, hoàng đế kêu đi nằm rồi. Điều 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 điều. Rồi. Ok vô hoàng đế. Độ hôm sau cái này không có giống màu đỏ của tôi thích nha. Kỳ nha. Nhưng mà chắc cũng ok rồi đấy. Đấy, không có ý kiến gì là ngon. Cái việc giáp độ hư giáp luôn. Này cởi mũ luôn đi. Còn cái mũ như vậy nữa mà. Điều 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 điều. Phải gỡ đội mũ sâu ra đi. Kiệt ngô. Giáp này thì mặc đồ lót trong được, giáp này lại không mặc được. À, tôi biết sao rồi. Quá. Không cho ăn sao qua. Hèn gì. Anh em tàn ăn đồ ngon không? À, đồ bộ dinh dưỡng meo đau chích cụ luôn. Má. Hoàng đế chế đồ ăn nhưng mà không cho anh em ăn lấy gì anh em dám ăn. À, anh em mang cà gồng nâng lên cái gỗng luôn đi. Nhà giờ không thiếu máu. Cứ thèm là uống vậy thôi. Đơn giản dễ hiểu. Đây là gì á? Chữa chạy rồi mà. Còn chữa chạy không hết mà không có được phát. Nó vẫn hiện à. Quang đi làm cái giáp cực phẩm rất là đẹp nè. Và viên set á, cataract mà vàng cực phẩm luôn á. Tất cả trong cả vô Quang đi. Kêu tụi hung buông vũ khí ra. Sang thiếu vũ khí tầm xa Haman. Lấy cái đại liên đi. Ok.
Tôi vẫn còn thiếu vài thứ, là chưa có một cặp tombo, với lại chưa có lấy được đá animus. Đá nó 8-9 ngàn tiền vậy. Ê Titan, nữa đâu? Có một đứa cần tống cổ đi nè, Korat đúng không? Korat. Được. Korat nó yếu quá à, không không được. Phải không? Cho mày thương buôn hàng hiếm. Xóa sàn. Ok. Chơi được cái Glavico vô. Glavico bình thường không? Gỡ này luôn đi. Maki làm nốt rồi đi. Mariki. Tốt, xuất sắc. Xuất sắc. Cái này đỡ đây. Ok. Glavico. Rồi. Làm hết đống đó đi bù gu. Để tôi nghiên cứu và tìm những cái fabric sinh học ở đâu. Cắm 40 cổ lên. Đồ sẵn sàng nghiên cứu, anh em nào đi nghiên cứu luôn. Chứ xô này mày nữa. Ok, nếu tụi mày muốn chơi kéo quân ra đây chơi nó, anh chạy đi. Được rồi, ha, lại có đồ ăn cho bọn thú rồi. Nãy quên chết cơ đậu, không nên bán danh gì nữa chứ. Nè, tóc vàng cát nè. Uy quang. Đi tâm thần tuyệt vời, cứng chiến lạng quang khủng khiếp trong trọ của gọi vật. Chiến tranh động vật. Kem. Dạ kem hả? Ấm. Chịu lạnh kém. Hợp lý. Hợp lý là cái linh gì nữa? Khả năng miễn dịch thấp. Khúc luôn. Bị bệnh còn khổ hơn đậu hỏng mấy cái khác nữa, nóng thì nhiệt cao không lửa. Bán này đi. Nên kiến trúc mù.
chung nấu ăn. Móng cái lên được 2 cấp. Xung thần kinh tập trung tâm trí, mục tiêu, khả năng nhìn và nghe di chuyển của họ. Cực quan. Cười. Bán. Xung hạnh phúc mù. Plastic mù. Y tế cao cấp. Linh kiện mù. Còn gì đâu. Lấy ra tiền. Bán cái này. Thương quá đi mù. Tăng cường chữa bệnh tim sinh học. Sách gì đây? Họ việc. Việc ngàn tiền đi. Đạn pháo rồi, chưa ai lắp cái này vô nè. Không có thép để xe, không có thép để chế đạn pháo nữa. Hết nhiên liệu luôn hay gì? Hết gỗ luôn á, đụ hỏng. Má căng này. Chặt gỗ vô đông luôn nè. Rồi. Đụng nãy giờ không để ý mặt trận đây luôn. Nãy giờ về đi. Coi như chưa có gì xảy ra luôn. Ngật thật. Mấy cái đống xác này vẫn chưa xử lý xong luôn. Mấy con mét. Hai con trong nhà. Ba con trong nhà luôn đi. Mấy chỗ trong vòng trong đây là ưu tiên dọn dẹp trước. Tiến độ nghiên cứu cục đá. Gì vậy? Đột phá ra quá trình nghiên cứu cục đá. Anh ta tin rằng cục đá là đường dẫn cho năng lượng tâm linh kết nối với các vị trí xa xôi nào đó. Tuy nhiên anh ta không chắc nó lại kết nối được tới đâu hay cái gì. Tin chắc rằng cách nghiên cứu thêm thực thể dị thường, anh ta có thể tìm ra đường dẫn này hoặc học cách khai thác nguồn năng lượng của nó. Kiến thức nghiên cứu. Rồi cổng hố. Sử dụng một xung tâm linh để kích hoạt thú xác thịt ngầm, mở ra một cổng khổng lồ trên mặt đất ở khu vực nào đó. Hố sâu khổng lồ này sẽ dẫn đường đến hang động đầy thú xác thịt, nơi có thể khám phá để tìm tài nguyên đồ. Nghe các bạn khá là hấp dẫn đấy bro. Giờ không có gì nghiên cứu cái này. Má DC nghe hấp dẫn dữ ta. Cứ mỗi lần mò cái gì đó một cái mới em cảm thấy nó tò mò ấy. Cứ hết sức sự tò mò. Đừng có ông nọ là si bo nha. Má, tôi chơi được chưa mò wiki nữa. Tôi để nó đậu không subscribe mà nó phát cơ chơi. Ủa cho ăn đồ ăn sao qua rồi mà mấy bà gu. Má đồ ăn sao qua nhưng mà không tích vô đồ ăn sao qua.
Má bằng đế kỳ vãi. Bằng đế dụ à. Không có dụ. Má game nó kỳ. Mà tại tôi chết lại má. Thấy tôi ăn khổ cực. Tôi thấy ngủ. Kỳ vậy. Hàng gì ăn cũng đủ dinh dưỡng mà. Má nhiều anh em má xin dưỡng chích cụ luôn. Ăn để coi. Cà ca đánh lộn như này. Còn bằng đế rồi. Để ăn xong cũng khá no. Chứ không phải là không. Mikey bưng nốt này lên cũng đi quỳ gu. Nốt này là đủ rồi đó. Giờ đợi quan đi chế xong cái giám này thôi. Giờ anh em ai cũng được ăn rồi sao qua. Quẩy lên. Cục lá steel. Cái gì mà nó gần nhau vậy. Tập sao đi. Tập sao đi. Giờ gần cuối tập rồi. Gần hết video rồi. Tôi đang đợi cái giáp này. Cửa phẩm. Đủ không có cửa phẩm rồi. Hồ giáp tốt luôn mà luôn. Má kiểu tại hói quá. Hói quá nên nó mới vậy. Cửa phẩm nó che tới đầu nó tới 174 đúng không. Thì giống giáp bình thường thôi. Nhưng mà tại vì nó màu vàng lên nên độ nhạy cảm thần kinh nó kinh khủng. Là cho mấy người nó giống tôi mà. Thì nó đáp ứng nhu cầu hoàng gia. Đi mò tới sửa Order of Robot Haman. Kết hợp gen. Vẫn cần thêm gen. Sao quá sao tập sao đi quýt lộn mà có gen. Lộn chắc chắn sẽ có gen. Giao dịch tốt hơn. Quả sao cho anh tẩy đi giao dịch. Nếu như tôi nhớ. Tại vì những gì tôi nói bây giờ cách nhau một ngày là tôi còn éo nhớ tôi nói gì. Nghiên cứu rồi đi. Tôi nghĩ để Hamogen dưới đây ok hơn. Mấy anh em nào hiếu máu thì lấy Hamogen truyền vô liền. Ok. Chứ mà để đến đây thì nó phải là ý kiến hay lắm đâu. Nghĩ tới trường hợp xấu nhất thôi. Mấy anh em cần truyền máu mà không có máu để truyền thì đủ không có banh sát. Không có tràn thần luôn nè.
Điều 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 điều. Bây giờ mình chỉnh đem hai bình được không ta? Nó có xì lô lại không chứ đậu không, mỗi lần đem một bình cái. Còn đem ba bình là được hả? Hai bình thôi. Chứ mỗi lần uống cái má đem về. Ồ má giờ mình phát hiện ra vụ này ha. Xóa đi. Không dùng. Không giới hạn. Quân đội thì cái này là dân thường. Dân thôi. Quân. Ok. Ngon lành. Em burger đây. Burger không cần này đâu. Rồi. Vì em burger chắc chắn nó mặc cái đó. Gì nữ. Cái này nó tới cúng thịt tôi hoài luôn em. Hoài luôn. Kệ cũng được. Ai đang bừng Korat à? Quân chương à? Làm gì đó làm đi em. Ui chết mẹ gần quá rồi. Anh tải với Hinder này. Lui đây. Đi. Đi đâu á? Đi có cảm ứng chạy nhanh lắm, chạy nhanh dữ rồi. Rồi. Giờ làm việc đi anh em. À, nhiều thú quá, bún ghiêu. Bún ghiêu con này hủ tiếu đi. Còn gì nữa? Còn mấy cái lót nào được đẻ không? Không có luôn, má nhiều thú quá. Bên đàn gấu đã khôi phục lại sự vui vẻ của mình ngày nào. Đấy, khi chân thấn trở lại cũng là lúc bên đàn gấu trở lại sức mạnh. Đầu bếp sợ đầu bếp làm không kịp với mấy cái miệng ăn của bọn này thôi chứ. Mày phải nghiên cứu cái này gắn cho anh em đầu bếp mỗi người cái mũi. Mũi hửi đồ ăn đó. Tóc con mẹ nó độ luôn. Điều 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 điều. Dừng nó lại. Có gâu thì làm, không có gâu thì thôi nhịn. Làm cái khác. Dồn hết lực vô xử lý cái đống này đi. Khủng hoảng niềm tin tới lúc phải dời cái đống này ra ngoài quá. Coi nếu như mà tôi cần một khoảng trống cho kho lương nữa, tôi sẽ dời cái đống này ra ngoài đây. Điện như không phải cũng không phải là quá thiếu đâu. Kít cắn này vô, cái này cần 10 bình quá. Điều.
này nó có hiện đây, lên level 1 thành level 2. Nếu như mà mình không nhớ là mình đã cắn bao nhiêu bình mới phải kéo level chết nè. Đó, khả năng dead dead đây hiện tại nằm level 2. Cắn luôn đi. Đầu tiên nhục kích chứ đi. Thành tải nhịn đi. À, tư hụt cá nhân đó. Đó, giờ nó liên kết nhiều nhiều cái, nhiều máy với nhau được. Thì nó sẽ ok hơn. Mấy cái máy này là sẽ giúp vô giấc ngủ nhanh hơn nè. Khuếch đại hemogen, bơm lọc máu. Làm sao để kiếm mấy bệnh đó mua thì cũng nó là một câu chuyện nữa. Ok. Thôi chắc nghỉ rồi anh em ơi. Ok thì anh em video tới đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem. Nếu anh em thấy thích hãy để lại một like, một subscribe. Tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em ở video sau.